cho mọi người đã đến với video tiếp theo của tôi nha mọi người ơi. Thì nãy giờ tôi đi làm một số công việc á, thì cũng xong rồi, điện thoại em đi làm nữa nè. Nãy giờ tôi sẽ review cho mọi người xem đó là một bộ đồ như thế này. Nãy nha, chỉnh đường đường đời cái áo này, bộ đồ này là giống cái áo mà bữa tôi review cho mọi người, áo màu là con chó màu xanh với lại con chó màu đỏ này, anh hiểu không? Ấy, thì nó đây, nó hình như cũng chung như vậy để tôi coi. Khác mọi người, khác. Cái này nguyên một bộ, còn cái kia của tôi là chỉ có cái áo thôi. Thì cái vải của em này tôi thấy nó cũng không quá dày, không quá mỏng. Nó vừa hình in của em cuốn như thế này thì tôi thấy nó là dịu được. Nào thì kiểu như là màu nó chậm á, mà tại vì hàng ngày cứ nó đen dữ trời đen đó mọi người, nên là mặc cái màu này vô thì nó đỏ rất là nhiều luôn, nó đỏ rất là nhiều luôn. Đây mặt sau của cuốn sẽ như thế này, bên tay nó sẽ như thế này. Đây. Quần, cái quần của em này rất là dày mọi người, nó dày lắm, rất là dày luôn. Cái đây là mọi người nhìn cái lưng quần này. Đấy, mọi người nhìn mọi người cũng biết luôn, rất là dài luôn. Đây thì là quá thì cổ áo này nó nhỏ hơn mọi người, nó nhỏ xíu rồi nó không bằng cái này của tôi. Bây giờ tôi sẽ treo lên cho mọi người dễ nhìn hơn ha, mọi người dễ kiểu như là xem hơn và thấy nó rõ hơn. Chiếc cái chuỗi series đó thì những cụ gặp gỡ hả mọi người. Đấy, thì bữa là tôi kể cho mọi người đó là cái Lê Quang Quy với lại cái Mi Lợi Mông. Thì hôm nay tôi sẽ kể về Lim. Lim là một người bạn rất là tuyệt vời. Thì sao ta? Lim là tôi không biết đến luôn. Không biết đến từ năm này rồi, nhưng mà không biết đến là biết bữa đi cà phê là giảng chưa biết đến nha, anh không để ý Liêm đó, qua nhà lên đi đi cà phê đợt thứ hai vẫn không biết Liêm, không để hàng Liêm luôn đó, không để cái gì đâu. Cái đi hồ bơi, đi hồ bơi thì đi hồ bơi là không để Liêm tiếp, không lo gì hết, được Liêm nhưng không có để ý đâu, nói chung là trong cái bữa đi nhậu, thì chị cầm vẫn không nên, vẫn không để ý luôn, vẫn không nói chuyện với Linh được câu nào luôn, không quen biết luôn, bản như chỉ cảnh chung thôi chứ không có liên quan, không nói tới luôn. Đó, Linh là một người Linh với tôi là không nói chuyện đó luôn. Xong cái từ đi cà phê ấy mà ấy từ trường với Quang Quy nó kêu nhà Quy rước lên thì từ trường đi cà phê đi gì đó, thế nào nói chuyện cái từ cái trò chỏ mỏ như vậy đó nữa là nói chuyện tới bây giờ luôn, là bây giờ đi chế là được luôn nha, nó niềm khá là ok luôn á, niềm thiệt lắm nhé. Tôi mới nhảy bài này nè mọi người. Tìm anh chơi vui. Đi về ngon nhé. Không xong rồi. Anh lấy cho sáng tim là đỡ thôi. Ngoài tình yêu mới. Phải làm sao đây. Và cái bài này mình tập
lao. Nắng về thẳng hiểu cô như bàn tay lắm lúc sớm khi những phía sau bằng tôi cứ lại cá nắng đậm phòng tự nắng về không thường nắng quên cô như bàn tay lắm lúc sớm khi những phía sau bằng tôi cứ lại cá sáng đậm phòng tự mà nước mắt cô chưa anh muốn được sự yêu mình yêu xa rồi nó kiểu như vậy đó mọi người. Cũng đôi vai nào em về coi anh cống lê bàn tay dưới ám anh cô anh cô lê ơi chán quá mọi người, thật sự luôn chán vãi luôn. Đây đẹp không nhỉ? Đây nè, trong cái chuyện này nó là ok. Đây nè, cái cục lùi, cái cục lùi thật sự luôn mọi người. Mọi người nhìn cái mắt buồn của tôi nè. Buồn không mọi người? Không biết cái mắt buồn của tôi như thế nào. Sao mà khi mọi thứ cũng hơi vai nào. Để coi lại cổng này bàn tay dưới ấm. Anh có yêu lại một ngã cho đi số phận giờ chế tôi đang đi học đó mọi người. Chế tôi đang trong trường á, đuổi nhà thì tôi đến lên chiếc trong trường là nhà nó đang nhộn nhịp đó mọi người. Clip đây cũng khá là dài, tôi sẽ kết thúc clip đây mọi người. Nếu mà nào thích những clip như thế này thì hãy cho tôi xin một like, một xem đăng ký kênh và nhấn vào nút theo dõi để có thể theo dõi những video tiếp theo của tôi nha mọi người.